Anh cho em hỏi xíu, anh nghĩ sao về cái hang hiện tại của Fan MU? Anh nói gì? Đây không phải cái hang, đây là cái bước đệm, bước đi đầu nào cũng chông gai và khó khăn hết. À, bước đi đầu mà em thấy bước 10 năm mà chưa ngóc đầu lên được á. Anh không được nói gì nha. Ai cũng gặp một thời kỳ khó khăn và khủng hoảng. Giờ chỉ mới bắt đầu thôi. Fan MU 10 năm qua ai cũng nói câu đó hết trơn. Vì chúng tôi luôn đặt niềm tin vào đội bóng. Một ngày nào đó sẽ nhuộm đỏ trời Âu. Nhưng mà 10 khó giờ chỉ là một danh hài và biến MU từ một con quỷ đỏ thành con voi con luôn. Voi con là sao? Trong số đề voi con là số 13, đứng hạng 13 không chịu nữa hả? Anh không thấy mấy thằng phấn đạo mùa trước hả? Đầu mùa nó cuối bảng xếp hạng á, mà cuối mùa nó mất luôn chức vô địch á. Thì anh cũng có vô địch đâu. Không vô địch cũng được, miễn không như tụi cò đần nó phải uống C2 năm nay là được rồi. Tôi khuyên anh thật lòng á, nên bỏ đi qua yêu thích đội khác cho cuộc sống anh nó vui vẻ hơn. Tôi không cần vui vẻ, một người con trai có thể thay đổi người yêu, có thể thay đổi quan điểm chính trị, nhưng không thể thay đổi đội bóng mình yêu thích được. Anh nói sao chứ, cuộc sống là phải sáng sủa, ai như Fan MU tụi anh lúc nào cũng trong hang. Anh nghĩ coi, cứ thắng liên tục rồi hâm mộ thì có phải là fan phong trào không? Phải ở lại và yêu nó, phải đồng hành với nó trong khoảng thời gian khó khăn như thế này thì mới đáng trân quý. Anh có muốn đi cùng tôi không? Chúc mừng anh đã vượt qua được mấy phát hiện nói thật của chúng tôi. Nãy giờ nó không kêu cái nào hết. Giỏi lắm. Nóng quá.